Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Sau một lần làm ấy, thì đúng là cái đối với cái bệnh riêng cái thành kinh đoạn là nó đã hết khoảng chừng 80% rồi. Tức là so với cái công việc thường ngày mình biết cái căn bệnh của mình ấy, khi mình làm việc mình di chuyển thì hiện nay là mình có nghĩa là không dám làm mạnh lắm như thường, nhưng mà với cái tốc độ bình thường của một người sinh hoạt ấy, thì nó được khoảng chừng 80%. Đấy. Mà còn, sau 20 năm chưa bao giờ được ha. Đấy. Mà làm hôm qua có lần. Làm một lần như vậy nó được khoảng 80% rồi. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.